cứ mỗi buổi sáng sớm, cũng có thể buổi trưa hoặc buổi chiều, sau những giờ lao động mệt nhọc, chúng ta có thể ra vườn ngồi uống một ly trà để cảm nhận cái không gian này, và đặc biệt là cảm nhận cái ghế thư giãn Hakawa. Chúng ta cảm giác rằng cuộc sống này nó thật là thú vị. Với cái ghế thư giãn Hakawa này thì tất cả muộn phiền trong cuộc sống gần như nó không còn nữa. Với ghế xếp thư giãn Hakawa, chúng ta có thể điều chỉnh rất là nhẹ nhàng, không khó với bất kỳ ai cả quý vị. Không cần đụng tay vào, chúng ta chỉ cần nghiêng người thôi, với rất nhiều tư thế, miễn sao chúng ta thoải mái là được rồi. Với ghế thư giãn Hakawa này, chúng ta sẽ có rất nhiều cái tiện lợi. Cái đầu tiên là sẽ tốt cho cái khớp chân nè quý vị ha, rất là thoải mái, khớp gối. Cái thứ hai là cái thoát vị đĩa đệm chúng ta sẽ rất là nhẹ nhàng. Nếu chẳng ai mà ai có thoát vị đĩa đệm, ai có đau xương lưng ở lưng á, thì chúng ta sẽ cảm giác rất là thoải mái ở trong cái ghế này, rất là mát. Cái thứ ba là cổ, đốt sống cổ. Một cái chiều dài đốt sống lưng, cổ và gối này nó sẽ cảm giác là nó rất là sung sướng quý vị. Mà cái ghế thư giãn Hakawa này đó, nó rất là dễ điều khiển luôn. Một cái giá đỡ rất là chắc chắn nha quý vị, rất là chắc chắn. Từ khớp chân nè, lên khớp gối, lên lưng và lên khớp cổ. Chúng ta không cần điều khiển gì quá nặng nề mà rất là nhẹ nhàng. Thậm chí hít một hơi thật sâu vô, thở ra. Chúng ta có vị trí số 1, vị trí số 2 và vị trí số 3. Nằm rất là thoải mái, có thể gác chân và gác đầu lên trán suy nghĩ, nghe nhạc, có thể uống trà. Và vị trí đầu tiên, cảm giác nó rất là nhẹ nhàng nha quý vị ha. Nó tạo nên một cái sự thẳng đứng cho cơ thể và tạo nên một cái sự chắc chắn cho cái cột sống cổ, lưng và khớp gối chúng ta. Chúng ta không cần phải di chuyển quá là xa hay là nặng nhọc hay là khó khăn gì cả. Những cái người lớn tuổi hoặc trẻ em cũng có thể dễ di chuyển, chỉ cần chúng ta nhích nhẹ cái người thôi, ghế tự động xoay ngã xuống và cứ thế là ngủ. Rất đơn giản. Thư giãn là như vậy đó. Ghế xếp thư giãn Hakawa, thư giãn quá đã.